nổi kể ngày xưa, có con hạc trắng bay từ xứ Nghệ, tìm đất lành đâu lại nhánh Hòa An. Chùa Hòa Long tiếng hạc lần tiếng chuông, sưởi ấm cả lòng dân giống quốc. Em quang không làm dưỡng chân ông đồ, khi đất nước chìm trong qua mù gia tâm quân thù. Vượt qua rừng làng dọc soi suối về phương Nam, chi lớn nói thêm bao nhiêu dòng tài. Cởi ách gông xiềng cởi bao niềm đau thông khô, mỗi dấu chân người để lại đó một hồn than. Ngày ấy có vị trí huyện Bình Khê, đứng về phía dân đen mà bị triều đình thái hồi sao trận phạt đòn trăm trường. Rũ áo tờ quan không màng khanh tướng, người hành phương Nam bằng chi lớn một ông đồ. Người thường dạy không có nô lệ nào nhục nhằn hơn nô lệ chốn quan trường. Nhạc thóc chúa phải múa theo loài xiêm ninh, thân cúi lòn nhục mất nước công quằn lưng. Thế kỷ hải hùng một cổ hai trồng, dân thập tử nhất sinh chim treo trên lừa, cá nằm trên thớt, mang trong mình hạt giống đất Kim Liên. Người ghi tha tâm hồn xuống ngàn sen đất tháp. Qua án lòng đất lòng dân, cho người một chỗ dừng chân ấm tình. Kể từ đó đất Hòa An với người liền máu thịt, chữ trung dũng dạy thanh niên than thuốc tặng người. Việc nước, việc dân như lửa bóng dầu sôi khi trái gió trở trời. Trong lớp áo hàng nho gói cả bầu nhiệt huyết, thuyền tán cứu dân lành nghiêng buộc chống xâm lăng. Trăn trở ngọn nến lòng nghiền ngẫm chuyện Tây Đông, thương dẫn nước lòng dân đang hồi ngửa nghiêng. Trà nóng sớt ấm lòng bao người trung nghĩa, bắt mạch dân nghèo thương mạch nước trầm kha. Chẳng dừng cho mình dẫu một tấc liều kiếm, cổ phó bằng chốn lòng dân làm địa chi. Sa đéc Long Xuyên Mỹ Tho Cam Bốt, tư xứ là nhà chung một nóc non.
vốn hằng sáng một đời là chữ tâm chữ đức. Đôi bóng soi đường trước ngọn đèn khuya khoắt, cam cành dân nghèo cùng khô trầm tâm nguyện cháy trong người. Lời hịch duy tân như ngọn đuốc soi đời, mỗi chỗ đến của người là lòng dân yêu nước, mà yêu nước là trải thân mình tận yêu giới. Giật gió gào mòn mỏi mấy đời trẻ, phải dung gốc dạng măng xanh thành sức thần phù đông, truyền thẩm ngũ linh dương tiềm tàng trong quyết quần, thì lời dạy nghĩa nhân sẽ hóa thành mồi lửa tiên đốt cháy dạng quân thù. Để có ngày đất nước trọn niềm vui, người tận tụy dung trồng cho thế hệ tương lai cây tự do xanh cành chiều qua. Hình ảnh người vẫn khắc sâu trong tâm hồn những môn sinh hiếu học, ngự trị sáng người qua vàng miệng thơm lừng hương khói quyện hồn thiên, chữ đức trong ngần muôn đời bay ngược gió, để khách hành hướng trăm miền tổn kinh, chim ngưỡng đóa kim liên đã thôi hồn nước non cho một đấng thiên tài. Cha không cần nhà lên đã